Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thực hiện giấc mơ. Chương trình Thực hiện giấc mơ địa ốc được thực hiện bởi công ty Next Home First Choice Realty, chuyên mua bán nhà, chung cư, cơ sở thương mại, và City Home là công ty tài trợ địa ốc, hợp tác với Banker Express là một direct lender lâu năm và uy tín, với nhiều chương trình đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng, đóng hồ sơ trong vòng 21 ngày hoặc sớm hơn. Công ty có hai chi nhánh, vùng Orange County, thành phố Huntington Beach, và vùng San Fernando Valley, thành phố Woodland Hills. Công ty chúng tôi còn mở lớp học và luyện thi địa ốc, chương trình do ban giảng huấn kinh nghiệm lâu năm. Đặc biệt, người học được huấn luyện thực hành với ông Nguyễn Huy Động, là broker và chủ nhân của Next Home First Choice Realty, City Home và Banker Express, với hơn 30 năm trong nghề địa ốc và tài trợ địa ốc, đích thân truyền đạt kinh nghiệm cho học viên. Bài giảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất dễ hiểu, có việc làm ngay sau khi ra trường. Bên cạnh đó, công ty City Home còn miễn phí training cho học viên, cách làm pre-qualify cho khách hàng và giúp luyện thi lấy bằng loan officer. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về số điện thoại 714-383-3217 hoặc 818-383-8569. Hoặc quý vị có thể email cho chương trình ở địa chỉ thực hiện giấc mơ.cdhome@gmail.com. Kính thưa quý vị, tham dự chương trình Thực hiện giấc mơ địa ốc ngày hôm nay, Thư Nguyễn xin giới thiệu sự có mặt của các đồng nghiệp là chuyên viên địa ốc Mai Đặng, chuyên viên địa ốc Loan Nguyễn và chuyên viên địa ốc Khương Lâm. Kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chuyên viên địa ốc Loan Nguyễn sẽ giới thiệu đến quý vị những listing hấp dẫn đang có mặt ở trên thị trường. Xin kính mời Loan. Dạ, xin cảm ơn chị Thương. Xin kính chào quý vị, Loan Nguyễn rất hân hạnh được quay trở lại với quý vị trong chương trình Thực hiện giấc mơ. Hôm nay Loan có 4 cái listing ở thành phố Westminster và Garden Grove. Listing đầu tiên, giá rao bán ở thành phố Westminster, giá rao bán là 685.000, 5 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, gần 2.001 square feet và đất là 5.500 square feet. Thưa quý vị, căn nhà này thì có 4 phòng ngủ cho nhà chính và một cái studio mới được sửa sang gần đây khoảng 600 mét vuông, có bếp, phòng khách và ban công riêng, cho nên quý vị có thể cho thuê. Nhà chính thì cũng được remodel bếp, sàn nhà mới, cửa sổ cũng như là cái mái nhà mới thay, cho nên là quý vị có thể dọn vào ngay mà mình không cần phải sửa sang gì hết. Một căn nhà tiếp theo cũng ở thành phố Westminster, giá rao bán 699.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.300 square feet và đất là 6.001 square feet. Thưa quý vị, căn nhà này thì vị trí rất là tốt, nằm ngay cuối đường, rất là yên tĩnh và rất là tốt cho phong thủy, nó nở hậu cho nên là người Á Đông chúng ta rất là thích. Các phòng cũng như là nhà tắm, cửa sổ, bếp thì đã được remodel và cũng được sơn mới hoàn toàn. Một căn nhà tiếp theo đang có ở thành phố Garden Grove, giá rao bán 690.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.335 square feet và đất là 6.200 square feet. Căn nhà này thì nằm ngay trung tâm của thành phố Garden Grove, gần Little Sài Gòn, rất là thuận tiện cho quý vị. Nó cũng nằm trong khu vực có trường học được xếp hạng tốt nhất ở thành phố Garden Grove. Và căn nhà này cũng mới được sơn sửa lại, có AC mới thay và sàn gỗ mới, các phòng và nhà bếp đều được remodel. Một căn nhà tiếp theo cũng ở thành phố Garden Grove, giá rao bán 615.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.491 square feet, rất là rộng thưa quý vị, và đất là 7.872 square feet. Căn nhà này thì quý vị có thể thấy là đất rất là rộng rãi, nhưng mà ở phía sau thì chưa có trồng nhiều cây ăn trái hay là hoa gì cả, cho nên là còn nhiều đất trống quý vị có thể sử dụng để xây một căn ADU để cho thuê, kiếm thêm tiền rental income mỗi tháng rất là tốt cho quý vị. Căn nhà này thì đã có một cái solar đã được trả off, cho nên khi quý vị mua nhà thì sẽ được miễn phí ngay một cái solar, rất là tốt thưa quý vị. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến những căn nhà trên thì xin hãy gọi cho Loan ở số điện thoại 714-417-0797, 417-0797. Quý vị sẽ được miễn phí ngay dịch vụ escrow. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn chuyên viên Địa ốc Loan Nguyễn. Và kính thưa quý vị, hôm nay Thương Nguyễn cùng các đồng nghiệp rất hãnh diện được giới thiệu đến quý vị khán thính giả công ty Địa ốc Next Home First Choice Realty với những đặc điểm rất hiếm có. Thưa quý vị, với thị trường bất động sản luôn nóng bỏng ở Mỹ, đặc biệt là ở tiểu bang California, thì ngành kinh doanh bất động sản thu hút rất nhiều người vào nghề. Ngoài việc là cơ hội tốt để có được mức thu nhập cao, thì chuyên viên địa ốc còn có được hãnh diện nghề nghiệp khi giúp đỡ cho mọi người thực hiện được giấc mơ sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, không phải chuyên viên địa ốc nào cũng có được mức thu nhập cao để bù đắp lại với công việc khó khăn, cũng như không phải ai cũng được hài lòng về khả năng nghề nghiệp. Với một công ty, uy tín với nghề nghiệp sẽ là chìa khóa để đưa đến thành công của chuyên viên địa ốc. Tại sao lại như vậy? Trước hết là các chính sách của công ty về tinh thần trách nhiệm và khả năng nghề nghiệp ảnh hưởng nhiều đến uy tín của bạn. Uy tín là một yếu tố rất quan trọng trong nghề địa ốc. Điều thứ hai đó là kiến thức và kinh nghiệm của người broker hay là người owner sẽ hướng dẫn bạn, giúp bạn học hỏi, đóng góp rất lớn vào việc xây dựng khả năng nghề nghiệp cho bạn. Thứ ba là cách tổ chức điều hành chuyên nghiệp của công ty tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của bạn, cũng như giúp bạn có thêm tín nhiệm của khách hàng. Vì thế, khi bạn đã thật sự chú tâm để xây dựng một nghề nghiệp, cho dù chỉ là nghề tay trái, và muốn thành công thì bạn nên kỹ lưỡng khi chọn một công ty để làm việc. Trước khi giới thiệu chi tiết về công ty Next Home First Choice Realty, Thư Nguyễn xin kính mời quý vị nghe thêm những listing nóng bỏng khác trên thị trường qua sự trình bày của chuyên viên địa ốc Mai Đặng. Vâng, cảm ơn chị Thư. Mai Đặng rất hân hạnh được quay trở lại với quý vị khán giả trong chương trình Thực Hiện Giấc Mơ. Mai Đặng xin gửi đến cho quý vị những cái listing đặc biệt hôm nay. Thì Mai Đặng đã lựa chọn những căn nhà hoàn toàn đẹp, đã remodel rồi. Tại vì có nhiều quý vị gọi vào nói là những cái nhà nó giá rẻ thiệt, nhưng mà có điều nó rẻ quá thì nó cũ nên dọn vào khó ở. Thì hôm nay Mai Đặng đã kiếm cho quý vị những căn nhà giá rẻ nhưng mà đẹp. Mai Đặng xin giới thiệu căn nhà đầu tiên ở thành phố Gainesville, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, diện tích là 1.741 square feet và cái lot là hơn 7.000 square feet. Thì căn nhà này đã được remodel bên trong hoàn toàn rất là đẹp và bên ngoài đã được làm landscape, chủ nhà giữ rất là sạch sẽ, cũng như là nó rất là open flooring và cái giá chỉ có 748.000 thôi thưa quý vị, ngay trung tâm của thành phố Gainesville với lot đất rất là lớn. Và một căn nhà tiếp theo là ở thành phố Fountain Valley. Căn nhà này dành cho quý vị nào thích ở ngay My Square Park là rất là lý tưởng. Giá ở thành phố Fountain Valley chỉ có 898.000 mà quý vị sẽ được ở ngay đối diện My Square Park. Quý vị đi ra My Square Park chỉ đi bộ, chỉ có 5 phút mà thôi. Và 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1.700 square feet với lot đất là 7.200 square feet, rất thích hợp cho quý vị mua để sau này ở lúc mà mình lớn tuổi đó mình cần có cái không khí tốt. Thì đây là ngay My Square Park, quý vị vào rất là enjoy lúc mà quý vị lớn tuổi mà cần retire, nghỉ hưu. Và cái lot đất phía sau cũng rất là lớn để cho quý vị có thể là trồng thêm cây trái hoặc là add thêm ADU. Và một căn nhà kế tiếp nữa ở thành phố Westminster, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.700 square feet với lot đất là 7.956 square feet. Căn nhà này chủ đã được upgrade thêm 140.000. Họ đã bỏ 140.000 ra để sơn sửa xây lại bên trong rất là đẹp, kitchen rất là lớn và cái mặt đá cũng bằng marble và open floor plan. Nên thành ra quý vị nào mà thích dọn vào ở ngay không cần sửa chữa gì hết thì xin liên lạc cho Mai. Và căn nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hoàn toàn đẹp, sửa 140.000 rồi mà giá chỉ có là 779.000 thôi. Và quý vị nhớ là nếu mà liên lạc cho Mai Đặng thì Mai Đặng sẽ có thể giúp quý vị thương lượng được cái giá này nữa nhé. Đừng lo lắng về vấn đề giá cả, cứ gọi cho Mai Đặng để mà biết thêm chi tiết của những căn nhà trên ở Gainesville, Fountain Valley và Westminster mà Mai Đặng vừa đọc cho quý vị. Xin liên lạc với số phone là 714-803-9478, 714-803-9478. Và xin quý vị nhớ là mỗi khi mà chương trình phát sóng thì quý vị gọi vào sẽ được miễn phí tiền escrow fee. Vâng, đừng chần chờ, xin hãy gọi cho Mai Đặng. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên viên Địa ốc Mai Đặng. Và để bắt đầu cho buổi nói chuyện về công ty Địa ốc Next Home First Choice Realty thì Thương Nguyễn xin kính mời anh Khương nêu lên những đặc biệt, những đặc điểm nổi bật nhất của công ty mình. Xin kính mời anh. Dạ, xin cảm ơn em Thương và Khương kính chào quý vị khán thính giả. Khương rất được vui lòng và chỉ cần nêu lên 3 điểm đầu tiên thôi là đã đủ thấy công ty của chúng tôi hoàn toàn khác biệt với những công ty địa ốc khác mà quý vị đã từng thấy. Trước hết, agent của Next Home First Choice Realty được hưởng commission gần như là 100% vì chỉ phải trả flat fee rất là nhẹ nhàng mỗi khi đóng hồ sơ. Thứ hai là mặc dù đóng flat fee nhẹ nhàng như vậy, nhưng mọi realtor và mọi hồ sơ đều được bảo vệ với E&O Insurance. Không phải công ty địa ốc nào cũng có được chuyện này. Và theo Khương biết, nhiều agent ở văn phòng khác còn không biết E&O Insurance là gì nữa. Và điểm đặc biệt hơn hết, Khương muốn nêu lên đây, mọi người chú ý nghe nha, là tất cả mọi agent và nhân viên của công ty còn được tham gia chương trình Profit Sharing. Có nghĩa là mọi agent đều được chia lời của công ty. Cứ mỗi 6 tháng sau khi tổng kết tài chính, lời được bao nhiêu, một phần sẽ được chia đều cho tất cả mọi agent và nhân viên của văn phòng. Một phần khác sẽ chia cho mỗi người theo tỷ lệ đóng góp vào lợi tức của công ty trong 6 tháng đó. Không phải một mình Khương mà tất cả mọi agent cũng như nhân viên trong công ty đều chưa thấy chuyện là công ty nào chia lời cho tất cả mọi người như vậy bao giờ cả. Điều này là một kích động rất là lớn cho tất cả, không phải chỉ vì có được thêm lợi tức mà thôi, mà còn vì tất cả đều cảm thấy mình có cái sự gắn bó trong việc đóng góp vào thành quả chung của công ty và vui thích khi cảm thấy việc đóng góp của mình có được ý nghĩa. Và Khương xin chuyển lời lại cho em Thương. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khương. Và kính thưa quý vị, chương trình thực hiện giấc mơ của chúng tôi xin được tạm ngừng trong giây lát. Xin quý vị cứ giữ băng tần và chúng tôi sẽ quay lại ngay sau chương trình quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị.